Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTB Tiên. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay khối không khí lạnh ở miền Bắc đang suy yếu. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác nên nền nhiệt về đêm và sáng sớm ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ vẫn ở mức dưới 12 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ ở ngưỡng từ 14 đến 17 độ. Sáng đến ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu. Miền Bắc giảm mây, trời hửng nắng về trưa chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố khu vực phía đông Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Còn ở các tỉnh thành phố phía tây Bắc Bộ thì nhiệt độ cao hơn, dao động từ 22 đến 25 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Dự báo đến ngày 5 tháng 1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tràn xuống nước ta, khiến cho toàn miền Bắc Bộ nhiệt độ giảm sâu, rét đậm rét hại tiếp tục kéo dài. Đến với khu vực miền Trung, trong đêm nay và sáng ngày mai, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc của không khí lạnh tăng cường yếu nên mưa vẫn xuất hiện ở khu vực Trung Trung Bộ. Khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn còn có mưa nhiều nơi. Về tình hình nhiệt độ thì cũng có sự phân hóa theo vùng, do có mưa nên nhiệt độ trong hôm nay cho đến 3 ngày tới ở miền Trung vẫn mức thấp. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp chỉ từ 21 đến 24 độ về đêm, với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 17 đến 20 độ. Còn khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời có nắng nhẹ về chiều nên nhiệt độ cao hơn từ 27 đến 29 độ, trời mát mẻ về đêm. Lui xuống phía Nam, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết vẫn khá ổn định. Ban ngày trời nắng ráo mát mẻ, nền nhiệt cao nhất trưa chiều nay cho đến 3 ngày tới ở khu vực vùng cao Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao hơn. Về đêm trời rất nhẹ ở khu vực Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ và mát mẻ ở khu vực Nam Bộ với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Chuyển sang thời tiết biển, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông, dự báo ngày và đêm nay vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong tháng 1, trên khu vực Biển Đông vẫn còn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, có thể là áp thấp nhiệt đới, hạt bão, như theo mô hình dự báo sớm GFS cho biết. Thì trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, không loại trừ trường hợp có khả năng mạnh lên thành bão. Vì đây là dự báo sớm nên độ chính xác chưa cao. Vì tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chúng tôi sẽ luôn cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký để theo dõi. Cảm ơn quý vị. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.